Kết quả Bournemouth 2-2 Manchester United, Quỷ Đỏ thoát thua là nhờ VAR. Bruno Fernandes lập cú đúp, Manchester United chỉ có một điểm trước Bournemouth. Ở trận đấu giữa Bournemouth vs Manchester United tại vòng 33 ngoại hạng Anh 2023-24, đội khách dù được đánh giá cao hơn nhưng phải rất vất vả mới có được một điểm. Ghi bàn: Bournemouth, Solanke 16, Kluivert 36. Manchester United, Fernandes 31, Ten 65. Mục tiêu thi đấu của Bournemouth không còn nhiều ở giai đoạn này, còn với Manchester United vẫn đang cố gắng để chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Để làm được điều đó, họ cần đánh bại Bournemouth ngay trên sân khách. Tuy vậy, đội chủ nhà cho thấy Manchester United sẽ chẳng dễ đạt được mục đích. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Bournemouth nhập cuộc tốt hơn và sau 16 phút Solanke mở tỷ số với pha thắng Kambwala trong tranh chấp tay đôi và dứt điểm lừa Onana. Sau pha bóng đó, Bournemouth bỏ lỡ không tí cơ hội có thể gia tăng cách biệt từ các pha dứt điểm của Sinisterra và Christie. Không thể ghi bàn, Bournemouth trả giá ở phút 31 khi Fernandes tận dụng sự thiếu dứt khoát trong phòng ngự của các cầu thủ chủ nhà để san bằng tỷ số cho Quỷ Đỏ. Nhưng chỉ 5 phút sau, Bournemouth lần thứ 2 vượt lên. Từ cánh trái, Justin Kluivert di chuyển tốc độ rồi cắt vào vòng cấm trước khi sút tung lưới Manchester United ở góc gần và 2-0 cho Bournemouth. Manchester United chỉ có được một điểm trước Bournemouth. Cuối hiệp một, cả hai đầu cầu môn đều gặp sóng gió, két két đánh đầu đập xà khung thành Manchester United, còn Kluivert bỏ lỡ cơ hội đệm cận thành khi đưa bóng đúng vào Onana. Trong khi ở phía bên kia, Fernandes có cú sút xa dội xà bật ra. Sau giờ giải lao, huấn luyện viên Erik ten Hag đưa Amad Diallo vào thay Garnacho, nhưng thế trận của Manchester United không có gì tiến triển. Đến phút 63, Bournemouth đã bị thổi phạt đền khi cú sút xa của Menono đập người Christie rồi chạm tay của Adam Smith trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Fernandes dễ dàng đánh lừa Neto để gỡ hòa 2-2 cho Manchester United. Tưởng như khoảnh khắc đó sẽ giúp Manchester United chơi bùng nổ và hay hơn thì ngược lại, họ phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công của Bournemouth. Ở thời gian bù giờ, Bournemouth được trọng tài cho hưởng penalty ở phút 90 nằm sau pha phạm lỗi của Kambwala với Christie. Nhưng tổ VAR can thiệp và xác định điểm phạm lỗi chưa vào trong vòng 16m50 của Manchester United. Thoát khỏi quả penalty lẫn cú đá phạt sau đó, Manchester United có một điểm và hy vọng giành vé Champions League mùa tới đang rất xa. Lúc này, Manchester United đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2023-24 khi có 50 điểm, còn Bournemouth xếp thứ 12 với 42 điểm. Đội hình thi đấu Bournemouth vs Manchester United: Bournemouth, Neto, Smith, Yabani, Senni, Keket, Cook, Christie, Sinisterra, Kelly 39, Kluivert, Altata, Solanke. Manchester United: Onana, Dalot, Kambwala, Magui, Wan-Bissaka, Casemiro, Menono, Garnacho, Diallo 46, Bruno Fernandes, Rashford, Højlund. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.